Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với trang lô KTV. Vâng, và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để cài đặt cái ví Zeta Wallet trên điện thoại smartphone. Quý vị có thể vào CH Play hoặc là App Store để tải. Rồi, ở đây tôi sẽ vào cái tìm kiếm này trên cái App Store, và ở ô tìm kiếm tôi sẽ đánh là Zeta Wallet. Rồi, thì ở đây tôi đã tải sẵn về rồi. Đó, quý vị chỉ việc tải về. Tôi sẽ chọn mở luôn. Và để tạo một cái ví mới, quý vị hãy vào Credit Wallet này. Thì ở cái bước này, quý vị chọn vào Sau này. Thì đây là cái dãy 12 ký tự, quý vị hãy lưu vào. Quý vị lưu ý, đây là cái dãy ký tự bảo mật, quý vị tuyệt đối phải cất giữ cẩn thận, không được để lộ. Rồi, sau khi đã lưu thì tôi sẽ chọn vào Goit này. Ở cái bước này, quý vị hãy xác nhận lại dãy thứ tự từ 1 đến 12. Cái ký tự này, số 1 này. Số 2 này. Số 3 này. Số 4 này. Số 5 này. Số 6 này. Số 7 này. Số 8 này. Số 9 này. Số 10. Số 11 và số 12. Rồi, khi quý vị nhập chính xác cái dãy thứ tự thì sẽ có cái thông báo chữ V này. Quý vị chọn tiếp vào Continue. Quý vị chọn vào Yes đi. Ở cái bước này, quý vị hãy đặt cái mã pin cho cái app trên cái thiết bị của quý vị. Ok chưa? Quý vị hãy xác nhận lại mã pin một lần nữa. Rồi, xong quý vị chọn Like này. Ở bước này, quý vị có thể đổi tên ví. Đó, ví dụ KTV sẽ đổi là KTV chẳng hạn. Đó. Rồi, chọn vào Save này. Ok, bây giờ quý vị hãy nhập cái mã pin mà quý vị vừa đặt. Đó, vậy là quý vị đã tạo được một cái ví Zeta Wallet. Thì quý vị muốn giao dịch trên cái ví này thì quý vị phải bắt buộc có cái token là Zeta Fuel, hay còn gọi là T-Fuel đây này. Đó, ok chưa? Về cái phần gửi thì quý vị chọn vào Send. Đó. Và quý vị chỉ việc nhập cái địa chỉ nhận vào cái ô tu này. Cái ô email, quý vị nhập cái số lượng. Đó. Và phí giao dịch là 0.3 T-Fuel. Đó. Đây là phí mạng, nên là quý vị bắt buộc phải có cái token là T-Fuel để làm phí giao dịch. Ok chưa? Còn quý vị muốn nhận thì quý vị chọn vào Resave để lấy cái địa chỉ này. Đó, quý vị có thể copy cái địa chỉ này, hoặc quý vị cũng có thể sử dụng cái mã QR code.
Thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái sàn Byland. Và quý vị có thể rút cái token là ZETA hoặc là TFUO từ sàn Byland về cái ví. Đó, thì đây là cái sàn Byland này. Quý vị có thể đăng nhập vào cái tài khoản của quý vị và tìm đến cái mã token. Ví dụ tôi sẽ sử dụng cái token là TFUO đi. Chọn root này. Và tôi sẽ lấy cái địa chỉ bên ví ZETA. Chọn vào resay để lấy địa chỉ này. Đó, copy này. Quý vị sử dụng hai thiết bị thì quý vị có thể sử dụng cái mã QR. Ok chưa? Rồi, copy xong thì sang cái sàn Binance. Và quý vị dán cái địa chỉ vừa copy vào cái ô này. Ô thứ nhất. Đó. Và quý vị lưu ý phải kiểm tra chính xác cái địa chỉ ví. Bởi vì nếu như không may thiết bị của quý vị có dính virus hoặc Trojan thì nó sẽ thay đổi cái địa chỉ ví nhận. Và tự nhiên quý vị sẽ bị mất coin, mất token, mất tiền. Đó. Rồi, quan trọng nhất nữa là cái mạng lưới. Quý vị để nguyên là mạng lưới ZETA token. Ok chưa? Và cái ô thứ ba này, quý vị nhập cái số lượng mà quý vị muốn rút. Đó. Nhập xong thì quý vị chọn rút và thao tác hướng dẫn như nào quý vị rút bất cứ một cái token nào. Thì hiện tại cái ví ZETA này, ngoài cái phiên bản trên điện thoại smartphone thì quý vị có thể sử dụng phiên bản web tại địa chỉ wallet.zetatoken.org. Trong trường hợp quý vị sử dụng máy tính thì quý vị sử dụng cái phiên bản trên trình duyệt web. Và tất nhiên trình duyệt web nó sẽ hỗ trợ đầy đủ cũng như là quý vị dễ thao tác, dễ quan sát hơn trên cái phiên bản smartphone. Đó. Và nếu như quý vị ai chưa có cái tài khoản sàn Binance để mua các token nó chạy trên cái network ZETA này thì quý vị hãy đăng ký theo cái đường link mà tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm 20% phí giao dịch trên cái sàn Binance. Đó. Rồi, và đến đây thì KTV xin kết thúc video này. Nếu như quý vị có những thắc mắc gì, quý vị có thể comment ngay dưới video.